vị và các bạn, hôm nay thì nhân một cái dịp đi ngang qua Gò Công cùng một mấy nhóm bạn thì tôi có một cái ý tưởng và nhìn thấy cái nhà thờ, quý vị và các bạn thấy không, nhà thờ Thánh Tâm Trái Tim Đức Chúa Giêsu ở thị xã Gò Công, và cũng là với mục đích là sưu tầm cái bộ sưu tập nhà thờ. Thì tôi ước mong đó thì tôi đã quay lại và đến, thứ nhất là đã viếng nhà thờ, đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính. Thứ hai nữa là đã đọc cái tượng đài Đức Mẹ, ngay tại được đài Đức Mẹ. Và một cái, nếu các bạn cùng tôn giáo với tôi thì các bạn sẽ thấy ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, là ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời, cũng là ngày bổn mạng. Thôi thì có một chút xíu về tôn giáo. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề là tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn thấy những cái nơi tôi đi qua, và hy vọng cái bộ sưu tập này sẽ ngày càng nhiều hơn để phục vụ quý vị và các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nè. Quý vị và các bạn biết không, thì bắt đầu cái cuộc hành trình đi, thì hồi nãy cũng có nghe một số chị nói là nhà thờ này nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, quý vị và các bạn ạ. Nhà thờ này nằm ở trên đường Nguyễn Trãi. Rất tiếc là cái phía ngoài nhà thờ thì lại không có, cho nên không rõ là tôi sẽ lấy cái địa chỉ. Thôi mình lấy cái địa chỉ liền kề đi. Đối diện của nhà thờ là đường Nguyễn Trãi. Đây, tôi sẽ quay để mà phục vụ quý vị và các bạn, mà cũng là phim tư liệu cho chính bản thân tôi luôn nha. Sẽ và thật thiếu sót nếu hồi nãy mà nói cha chánh xứ mà nghe được cái câu mà nhà thờ không có tên là chết luôn á nha. Rồi, quý vị và các bạn thấy rồi. Nhà thờ Thánh Tâm ở số 49 Nguyễn Trãi, thị xã Gò Công. Quý vị và các bạn thấy không? 49 Nguyễn Trãi, thị xã Gò Công. Tháp cao quá anh ơi, quay không tới. Thu ống kính vô. Thu ống kính không được. Được. Em bận cái này, đừng có bận cái đó. Rồi, không. Lấy hết cỡ này bạn. Lấy hết cỡ. Rồi. Được. Không, đừng có bận cái đó. Rồi, quý vị và các bạn sẽ từ từ tiến vào trong nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thấy không? Phía ở trên có tượng Chúa Giêsu. Không rõ là cái nhà thờ xây dựng từ thời điểm nào. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ từ từ biết bước vô nhà thờ. Thì quý vị và các bạn thấy không, cái phía trên cái tháp chuông rất là cao. Cái tháp chuông hai bên rất là cao. Có thể là cái máy của tôi nó cũng mang tính chất tương đối nên không thể lấy hết toàn bộ. Đây quý vị và thấy. Thánh Tâm Giêsu là vua. Đây quý vị và các bạn thấy không? Chắc có lẽ là cái nhà thờ xây từ thời Pháp, cho nên có một số tiếng Pháp. Có một số tiếng Pháp. Rồi chúng ta từ từ. Do là ngày bình thường cho nên nhà cổng nhà thờ đã đóng. Hôm nay tôi đi vào ngày thứ tư quý vị và các bạn ạ. Tôi đi vào ngày thứ tư. Mấy anh chị và các bạn biết tiếng Pháp thì dịch nha. Tôi thì tôi chỉ biết được sơ sơ tiếng Anh. Và cũng không rõ là cái nội dung của
những cái câu chữ tiếng Pháp là có nghĩa là gì. Nếu mà quý ông bà cô bác mà coi những cái video này mà thấy rằng cái chữ tiếng Pháp này mấy quý chị biết á, thì cũng có thể dịch lại và để lại comment ở phía dưới này. Đây, tôi quay tặng quý vị và các bạn. Đây là cái chữ trong cái nội dung của quý vị và các bạn thấy không, cái chữ này thì chắc mình không biết nó. Rồi một dòng quay tặng quý vị và các bạn ha. Thực ra thì theo tôi đoán thì cái nhà thờ cũng làm khá lâu. Bên cạnh nhà thờ thì có trường học. Thông thường thì cũng như một số cái nhà thờ thì bên phía ngoài thì sẽ có cái tượng đài Đức Mẹ. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dân hồn dân xác, dân cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria xin mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ mẹ trong mẹ, vững chí chiến đấu vì mẹ trong mẹ. Nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Bài hát này tôi đã hát cách đây khi là xưng tổ rước lễ lần đầu, quý vị và các bạn. Tại thời điểm đó tôi còn nhớ một cái cảm giác lần đầu tiên rước lễ và dâng trọn hồn và xác cho Đức Mẹ. Thì nếu quý vị và các bạn cùng tôi là những người cùng tôn giáo thì quý vị và các bạn sẽ biết được rằng cái một số các cái bạn nữ, quý bà, quý cô, quý chị, quý em chọn Đức Nữ Maria làm quan thầy và chọn luôn cả cái ngày gọi là ngày bổn mạng. Thì tôi cũng là một người trong số đó chọn Đức Maria làm bổn mạng, và đúng là hôm nay là ngày lễ quan thầy của tôi, ngày 15 Đức tháng 8, ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thôi thì một chút quay để tặng quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn biết rằng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi, có Đức Mẹ trôi trời, hiền ra uy linh gian trói. Mẹ nhân nhu người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn dầu máu tâm, hãy năn lần hạt mình côi. Mẹ con xin nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không hối. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, cho nước Việt xinh tươi, đừng tin xa lời. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiền ra uy linh sáng chói. Mẹ nhân nhu người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn dùng máu tâm, hãy hạt mình côi. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ
rồi. Sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, cho nước Việt xinh tươi, đừng tin xa lời. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh gian trói. Mẹ nhân nhu người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn dầu máu tâm, hãy năn lần hạt mần côi. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, cho nước Việt xinh tươi, đừng tin xa lời. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhân nhu người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn dùng máu tâm, hãy năn lần hạt mần côi. Mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, cho nước Việt xinh tươi, đừng tin xa lời. Mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, cho nước Việt xinh tươi, đừng tin xa lời. Quý vị và các bạn, hôm nay mình nhân một cái dịp cùng cái nhóm bạn đi Gò Công. Thì ở thị xã Gò Công mình thấy có một cái nhà thờ rất là đẹp. Và cũng là một cái dịp thứ hai nữa, đó là hôm nay là ngày 15 tháng 8. Thì mình tên Thánh là Maria, hồn xác lên trời là bổn mạng. Và đây cũng là ngày bổn mạng của mình. Quý vị và các bạn biết không, trong cuộc sống, trong bộn bề những toan tính mà chúng ta không có được một cái niềm tin dù là nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ khó có một cái kim chỉ nam. Trong đạo mình có một cái câu là được tất cả mà mất phần hồn thì được ích gì. Và mình mong rằng cái đó là một cái kim chỉ nam trong suốt cái cuộc đời hành nghề của mình, hành nghề luật sư đó quý vị và các bạn. Mình có một cái kênh YouTube là Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Trong đó, trong YouTube này, mình mong muốn san sẻ những cái kinh nghiệm, đồng hành với những người không am hiểu pháp luật và giải quyết những khó khăn giúp họ. Dĩ nhiên trong cái kênh nó có những cái câu hỏi mà nó cần có những cái thời lượng, thời gian trả lời. Mình sẽ cố gắng bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng năng lực và cả bằng niềm tin tôn giáo nữa, mình sẽ giúp cho quý vị và các bạn trong cái khả năng mở rộng cái kiến thức, giải quyết thắt một cái nút thắt chặt giữa cái nghề và cái tâm của một con người. Thưa quý vị và các bạn, chắc lẽ sẽ không thừa khi mình sẽ tự hứa với lòng và trước mẹ Maria đây rằng con sẽ cố gắng. Và con chọn cái Đức Mẹ là mẹ, là bổn mạng, là quan thầy của con, thì con sẽ cố gắng noi gương mẹ
trong cái kiến thức, trong cái kỹ năng hành nghề của con. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nó hơi thiên một chút về tôn giáo, nhưng tôi vẫn muốn san sẻ đến mọi người không có một cái sự phân biệt tôn giáo, giới tính, già trẻ, bé lớn ở trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Kính mong quý vị và các bạn luôn ủng hộ và đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, đặc biệt cho đến thời gian này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.